Xin mến chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học mới của tuần 7, tiết 7, đó là bài ôn tập chương 1 nhà ở. Trong tiết này chúng ta sẽ hệ thống lại tất cả các kiến thức của chương 1 về nhà ở để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra giữa kỳ sắp tới của chúng ta. Trong cái chương 1 nhà ở, chúng ta cần nhớ cho cô những cái nội dung chính sau đây. Thứ nhất, đó là nói về vai trò của nhà ở đối với con người. Chúng ta cần nhớ hai ý. Thứ nhất là bảo vệ con người khỏi ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, môi trường. Ví dụ như là nắng, mưa, sấm chớp, vân vân. Thứ hai, nhà ở sẽ đáp ứng được các nhu cầu về vật chất và tinh thần cho con người. Được thế nào? Rồi, cái nội dung quan trọng thứ hai trong phần nhà ở chúng ta cần nhớ đó là đặc điểm của nhà ở đặc điểm của nhà ở ở đây muốn nói là gì thứ nhất là nhà ở của chúng ta có cấu tạo gồm mấy phần chúng ta xin trả lời đó là ba phần thứ nhất đó là phần móng nhà thứ hai đó là phần thân nhà và thứ ba đó là phần mái nhà để chứ nào đó là ba cái phần chính của ngôi nhà chúng ta và cái nội dung thứ hai trong phần đặc điểm đó là trong ngôi nhà của chúng ta sẽ được phân chia thành các khu vực như thế nào thì các con lưu ý cho cô chỗ này là nhà của chúng ta thì tùy theo nhà có diện tích nhỏ hay lớn mà chúng ta chia thành các khu vực riêng biệt có thể kể ra như sau thứ nhất đó là à, phòng sinh hoạt chung hay còn gọi là phòng khách thứ hai là phòng bếp thứ ba là phòng ngủ thứ tư là nhà vệ sinh đó là bốn cái khu vực trọng yếu mà nhà nào cũng phải cần phải có ngoài ra nếu như nhà chúng ta có thể diện tích lớn hơn rộng hơn thì chúng ta có thể làm thêm các khu vực như là à, phòng thờ cúng nhà kho nhà chỗ để xe vân vân thì đó là những cái khu vực chính trong ngôi nhà của chúng ta mà chúng ta cần nắm được chỗ này đó là cái nội dung thứ hai của phần nhà ở mà chúng ta cần nhớ và cái nội dung thứ ba cô cần nhấn mạnh ở đây đó là phần kiến trúc của nhà ở kiến trúc ở đây thì chúng ta lưu ý rằng ở việt nam chúng ta À, có rất là nhiều cái kiểu kiến trúc nhà ở à, khác nhau. À, ví dụ như mà chúng ta thấy là ở những cái vùng nông thôn, mà các con thấy à, một cái kiểu nhà mà nó được à, chia thành ba cái gian phòng lớn, ba cái gian phòng, một cái gian phòng lớn nằm giữa và hai cái gian phòng nhỏ nằm ở hai bên, thì cái kiểu nhà đó người ta gọi là kiểu nhà ba gian. Hoặc là các con thấy ở cái khu vực ở thành phố chúng ta có những cái kiểu nhà mà kiểu nhà phố, nhưng mà nó xây dựng à, liên tục nhau, liền kề nhau và cái kiểu kiến trúc cũng giống như nhau nữa thì cái kiểu nhà đó người ta gọi là nhà liền kề hay là nhà liên kế. Hoặc những cái dạng nhà mà à, gồm một cái tòa nhà có nhiều căn hộ được sử dụng chung các công trình phụ như là lối đi, cầu thang, nhà để xe, à, sân chơi vân vân thì cái kiểu nhà đó người ta gọi là kiểu nhà chung cư. Hay con đi lên những cái khu vực mà vùng núi thì con thấy có những cái kiểu nhà mà xây dựng bằng gỗ trên những cái cột lớn à, cách mặt đất một cái khoảng nào đó thì người ta gọi đó là kiểu nhà sàn hoặc là con về cái những cái khu vực ở miền à, miền tây ha à, miền tây thì con thấy là những cái ngôi nhà mà nó được xây dựng trên mặt nước nó nổi trên mặt nước luôn và phía dưới người ta có thể tận dụng để nuôi những cái động vật thủy hải sản vân vân thì cái kiểu nhà đó người ta gọi là kiểu nhà nổi hoặc là những cái ngôi nhà mà nó xây dựng rất là to lớn đầy đủ tiện nghi có sân vườn rộng rãi thì cái kiểu nhà đó người ta gọi là những cái kiểu nhà biệt thự đó như vậy thì chúng ta muốn nói đến cái kiến trúc nhà của chúng ta à, của việt nam chúng ta rất là đa dạng đúng như nào thì đó là ba cái trọng tâm chính à, thứ nhất trong cái phần nhà ở của chúng ta cái nội dung thứ hai cần nhớ trong cái chương nhà ở này đó là nhà ở được xây dựng như thế nào thì các con lưu ý cho cô ở đây chúng ta có hai cái nội dung chính đó là cái thứ nhất đó là vật liệu xây dựng nên nhà ở và thứ hai là quy trình xây dựng nhà ở thì về phần vật liệu chúng ta có hai nhóm vật liệu chính thứ nhất đó là vật liệu có sẵn trong thiên nhiên mà ví dụ như là gỗ tre nứa à, lá đất sét vân vân, không nào? thì những cái vật liệu có sẵn trong thiên nhiên này thì thông thường được dùng để xây dựng những cái công trình nhỏ, những ngôi nhà nhỏ đơn giản, đúng không? Còn cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà những cái vật liệu gọi là vật liệu nhân tạo, thì cái nhóm vật liệu này thì thông thường người ta thường được sử dụng để xây dựng những cái công trình to, những cái công trình to bê tông cốt thép, rắn chắc, đúng không nào? rồi người ta có thể uh, uh, xây dựng những căn nhà nhiều tầng nhiều phòng hoặc là những cái chung cư như vậy thì khi mà xây dựng những cái công trình kiên cố như vậy đó thì các con lưu ý có hai cái hỗn hợp quan trọng để mà uh, tạo nên cái ngôi nhà đó đó là cái hỗn hợp gọi là hỗn hợp vữa xi si măng cát thì cái hỗn hợp này thì người ta sẽ được tạo ra từ các thành phần như là cát uh, trộn với xi si măng và nước để mà người ta có thể là liên kết các viên gạch lại với nhau hoặc là để trát cái cái bức tường à, sau khi chúng ta xây gạch. Hoặc là khi mà người ta đổ à, à, bê tông cốt thép cho mấy cái cột nhà hoặc là người ta tráng nền, người ta tráng cái nền nhà thì người ta dùng một cái hỗn hợp gọi là hỗn hợp bê tông. Thì cái hỗn hợp bê tông này nó sẽ bao gồm các thành phần như là cát, xi măng, à, đá hoặc sỏi trộn chung với nước tạo thành cái hỗn hợp à, thật là à, rắn chắc để mà thể tạo thành những cái cột nhà hoặc là tráng cái nền nhà cho chúng ta thì đó là cô muốn nói về cái phần vật liệu và cái thành cái phần thứ hai trong đây đó là cái quy trình xây dựng nhà ở của chúng ta thì các con lưu ý cho cô về cái phần quy trình này thì chúng ta có ba cái bước chính bước thứ nhất là cái bước chuẩn bị chuẩn bị ở đây là chúng ta nói về cái bước chúng ta phải chọn được cái kiểu nhà như thế nào rồi từ đó chúng ta lên cái bản vẽ thiết kế và chúng ta đi chọn vật liệu để xây dựng ngôi nhà của chúng ta. Đó là bước 1. Bước thứ hai là cái bước thi công. Thi công ở đây chúng ta muốn nói về việc là chúng ta à, xây cái móng nhà. Đầu tiên là chúng ta xây cái móng nhà trước, rồi chúng ta dựng cái khung nhà, chúng ta xây tường, chúng ta lợp mái. Đó là cái bước thứ hai là thi công. Và cái bước thứ ba là cái bước hoàn thiện ngôi nhà của chúng ta hoàn thiện ở đây cô muốn nói đó là gì là sau khi chúng ta thi công xong thì chúng ta sẽ phải trát tường rồi chúng ta sơn tường chúng ta trang trí nội thất chúng ta lắp đặt những cái hệ thống điện nước vân vân thì cái bước đó người ta gọi là bước hoàn thiện ngôi nhà như vậy chúng ta nắm được là ngôi nhà chúng ta được xây dựng như thế nào chứ nào các con chú ý dùm cô chỗ này nhé nội dung tiếp theo chúng ta cần ghi nhớ ở cái chương nhà ở này đó là những cái nguồn năng lượng nào được sử dụng trong nhà ở của chúng ta và cái thứ hai là ngôi nhà của chúng ta được công nhận là một cái ngôi nhà thông minh thì nó có những cái đặc điểm gì khác biệt so với ngôi nhà thông thường như vậy cô sẽ tóm tắt cho các con trước về cái phần các nhóm năng lượng được sử dụng trong ngôi nhà đó là bao gồm hai nhóm thứ nhất đó là cái nguồn năng lượng điện cái nguồn năng lượng điện này được sử dụng cho các loại đồ dùng điện ví dụ như là tivi bếp điện tủ lạnh máy lạnh bóng đèn vân vân và cái nguồn năng lượng thứ hai đó là cái nguồn năng lượng chất đốt thì năng lượng chất đốt này chúng ta được dùng để chúng ta nấu ăn ví dụ như là gas củi hoặc là than hoặc là dùng để sưởi ấm, dùng để uh, chiếu sáng, Đúng nào vậy thì cái nguồn năng lượng điện này và nguồn năng lượng chất đốt này người ta gọi chung đó là cái nguồn năng lượng không tái tạo. Tại vì khi mà chúng ta muốn có được cái nguồn năng lượng này thì chúng ta phải khai thác cái nguồn tài nguyên thiên nhiên, khai thác cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước và nếu chúng ta sử dụng càng nhiều thì cái nguồn tài nguyên thiên nhiên đó nó càng bị cạn kiệt và nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái nguồn tài nguyên và thậm chí là à, cái chất thải khi chúng ta tạo ra cái nguồn năng lượng này vào cái môi trường của mình có thể làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe vân vân. Do đó ngày nay người ta khuyến khích mình nên hạn chế sử dụng cái nguồn năng lượng này một cách tốt à, tiết kiệm nhất để chúng ta có thể sử dụng một cái nguồn năng lượng thay thế sạch hơn, đó là cái nguồn năng lượng có thể tái tạo được, ví dụ như là năng lượng mặt trời hoặc là năng lượng gió mà vì những cái lý do nêu ra như vậy, do đó trong cái quá trình các con sử dụng điện trong gia đình thì các con phải biết tiết kiệm năng lượng. Và tiết kiệm năng lượng ở đây chúng ta muốn nói đó là tiết kiệm điện và tiết kiệm chất đốt. Thì chúng ta có những cái biện pháp tiết kiệm như thế nào thì mình cũng đã học rồi. Các con nhớ chưa nào? Muốn tiết kiệm được điện thì chúng ta nên sử dụng những cái đồ dùng điện khi cần thiết thôi ha. Rồi chúng ta điều chỉnh cái hoạt động của đồ dùng điện ở mức dùng vừa đủ ở mức dùng vừa đủ chúng ta không để ở mức thấp nhất, ở mức tối đa vân vân. Rồi chúng ta có thể thay thế các đồ dùng điện thông thường bằng những cái đồ dùng điện mà nó có khả năng tiết kiệm điện. Đó. Rồi khi mà chúng ta nấu đồ ăn thì chúng ta có thể điều chỉnh cái ngọn lửa làm sao cho nó vừa vừa cái đáy nồi để nó không có uh, lãng phí cái nguồn chất đốt của chúng ta. Ha, và chúng ta lưu ý là nếu có thể được thì chúng ta có thể thay thế mà cái nguồn năng lượng sạch đó là năng lượng mặt trời hoặc là năng lượng gió để chúng ta có thể thay thế được phần nào đó cái nguồn năng lượng điện và năng lượng chất đốt trong gia đình của mình đó là cô nói về cái phần à, à, năng lượng được sử dụng trong nhà ở của chúng ta và cái nội dung tiếp theo trong cái phần này đó là chúng ta phải nắm được các đặc điểm của một cái ngôi nhà thông minh là như thế nào thì các con lưu ý cho cô ở đây một cái ngôi nhà thông minh sẽ có ba cái đặc điểm quan trọng sau đây. À, thứ nhất, đó là tính tiện ích. Thứ hai, tiện ích là gì? Đó là ngôi nhà chúng ta phải có những cái hệ thống điều khiển các loại đồ dùng điện của ngôi nhà của mình một cách tự động hoặc theo những cái chương trình cài đặt sẵn mà chúng ta không cần đụng tay vào để chúng ta uh, tắt mở công tắc một cách cơ học. Chứ đó là tính tiện ích. Và cái thứ hai, cái đặc điểm thứ hai đó là tính an ninh an toàn. An ninh an toàn ở đây cũng muốn nói đó là à, chúng ta có thể lắp đặt những cái hệ thống mà có thể giám sát được ngôi nhà và điều khiển các đồ dùng điện trong ngôi nhà của chúng ta từ xa bằng những cái phần mềm cài đặt trên điện thoại, máy tính bảng hoặc là máy tính sách tay vân vân. Ví dụ cụ thể thì cô đã đến cũng đã nêu cho các con rồi đúng không ví dụ như là à, hệ thống camera hay là những cái hệ thống à, à, báo khói báo cháy trong gia đình đó đó là cái đặc điểm thứ hai đó là tính an ninh an toàn và một cái đặc điểm không thể thiếu trong một cái ngôi nhà thông minh đó là cái đặc điểm về khả năng tiết kiệm năng lượng tiết kiệm năng lượng ở đây như cô nói hồi nãy đó là cái gì tiết kiệm là tận dụng tối đa cái nguồn năng lượng từ gió tự nhiên từ ánh sáng mặt trời hoặc là nếu như mình dùng những cái uh, nguồn năng lượng điện, nguồn năng lượng điện hay năng lượng chất đốt thì mình phải có một cái uh, hệ thống điều khiển cái nguồn năng lượng điện đó để làm sao nó tiết kiệm một cách tối đa. Cô nói ví dụ như cái hệ thống đèn đi, ha, thì khi mà nếu con lắp đặt làm sao mà người khi một cái khu vực đó có người thì đèn nó tự động sáng, còn nếu mà khu vực đó không có người thì đèn nó sẽ tự động tắt đi thì cái tính cái việc mà chúng ta lắp đặt như vậy nó đảm bảo được cái tính tiết kiệm năng lượng trong gia đình trong một cái ngôi nhà thông minh. Đó, như vậy là cô vừa tóm tắt cho các con xong được hai cái nội dung tiếp theo của phần nhà ở, đó là à, cái nguồn năng lượng được sử dụng trong nhà và đặc điểm của ngôi nhà thông minh. Các con lưu ý giúp cô nhé. Như vậy cô vừa hệ thống xong à, các nội dung chính trong chương 1 nhà ở. Sau đây Cô sẽ đưa ra một số cái bài tập luyện tập để các con có thể củng cố lại những cái kiến thức mà mình vừa được nghe xong để vận dụng vào đó và trả lời các câu hỏi sau của cô nhé. Bài tập số 1, cô sẽ đưa ra một số cái mô tả và nhiệm vụ của các con là hãy xác định xem coi mỗi cái mô tả sau đây nó thuộc vào đặc điểm nào của ngôi nhà thông minh. Đặc điểm À, ngôi nhà thông minh chúng ta có 3 đặc điểm đúng không nào thứ nhất đó là tính tiện ích thứ hai đó là tính an ninh an toàn thứ ba là tính tiết kiệm năng lượng như vậy cô cho mọi người trong vòng một phút để mọi người đọc những cái mô tả và mọi người xác định xem coi những cái mô tả này thuộc cái đặc điểm nào nhé con mọi người đã tìm ra được đáp án cho mình chưa? Đây cô sẽ đưa ra đáp án để các con so lại coi mình đã làm đúng chưa nè. Rồi đầu tiên, thứ nhất, khi chúng ta à, nằm vào giường ngủ sau 15 phút đèn sẽ giảm ánh sáng. Đó sẽ thể hiện được cái đặc điểm đó là tính tiện nghi. Được chưa nào? Cái thứ hai, màn hình chuông cửa cho biết có khách đang đứng ở đợi ở cửa ra vào. À, cái mô tả này thể hiện cái tính an ninh, ha, an toàn, tính tiện nghi cho ngôi nhà. Thứ ba, có cái hệ thống pin năng lượng mặt trời đặt trên mái nhà. À, thì cái mô tả này sẽ thể hiện được cái đặc điểm là tiết kiệm năng lượng. Thứ tư, xem lại hoạt động đã diễn ra trong ngôi nhà nhiều ngày trước đó. Đúng chưa? Thì đây là thể hiện một cái đặc điểm đó là tính an toàn. Cái thứ năm, hệ thống âm thanh tự động giảm độ lớn khi đêm về khuya. Đây là một cái đặc điểm về tính tiện nghi. Tiếp theo, Cửa nhà xe mở khi nhận diện đúng biển số xe đã cài đặt trong hệ thống, đây thể hiện được cái đặc điểm là tính tiện nghi. Cửa nhà được mở hoặc đóng khi nhận được yêu cầu bằng giọng nói của chủ nhà, đây là thể hiện đặc điểm là tính tiện nghi. Và cái ví dụ cuối cùng đó là tự động phun nước tại nơi cần chữa cháy thì cái mô tả này thể hiện cái tính an toàn, cái đặc điểm an toàn của ngôi nhà. Như vậy đây là một dạng bài tập mà khi các con làm bài kiểm tra thì con không sẽ thấy là người ta sẽ lấy ra một cái mô tả nào đó ha làm những cái trắc nghiệm cho các con và các con sẽ chọn lựa đúng cái cái đặc điểm ứng với cái mô tả như vậy. Đó là dạng thứ nhất. Tiếp theo Cái dạng bài tập thứ hai là người ta yêu cầu mình là nêu ví dụ cụ thể của các biện pháp giúp tiết kiệm năng lượng trong gia đình theo những gợi ý trong bảng sau đây. Cô nói ví dụ như à, người ta nêu là sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng. Không nào, tên cái biện pháp đó thì các con đưa ra ví dụ là con có à, dùng quạt điện, có cái nhãn tiết kiệm năng lượng. Hoặc là bây giờ người ta kêu là tên biện pháp là sử dụng cái nguồn năng lượng tái tạo. Thì con sẽ đưa ra cái ví dụ cụ thể nào trong ngôi nhà của mình. và, và tương tự như vậy cho cái, cái tên biện pháp số 3 và số 4 các con hiểu bài chưa nào như vậy các con à, làm một cái à, ví dụ ha tương ứng phía bên đây mọi người đã có đáp án của mình chưa bây giờ cô sẽ sửa giúp mọi người nhé à, cô đưa ra tên biện pháp là sử dụng cái nguồn năng lượng tái tạo thì cái biện pháp cụ thể là cô sẽ nói là dùng năng lượng mặt trời để có nước nóng thế như nào tại vì năng lượng tái tạo chính là năng lượng mặt trời hoặc là năng lượng gió đúng chưa nào? do đó cô cho ví dụ cụ thể ở đây hoặc là cô có cái biện pháp là sử dụng và bảo dưỡng thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất. đó thì cái hành động cụ thể của cô là gì? đó là cô thường xuyên lau chùi thiết bị điện hay là thiết bị đồ dùng điện. khi mà mình lau chùi thường xuyên bụi nó không bám thì nó sẽ uh, sử dụng cái năng lượng mình nó đỡ tốn điện hơn, nó đỡ hao điện hơn, chưa? hoặc là à, cái tên biện pháp là xây dựng thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm Vậy thì cụ thể mình sẽ làm gì À, cô đưa ra đây khi đi ra ngoài mình phải tắt điện tắt quạt không bật tắt nhiều lần đó khi mình mở tủ lạnh thì mình phải lấy đồ xong mình đóng cửa lại ngay mình không có mở cánh cửa tủ lạnh quá lâu chẳng hạn đó là những cái ví dụ cụ thể mà con xây dựng thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm à, trong cái gia đình của mình được chứ nào thì đó là những cái bài tập cô nêu ví dụ cụ thể và khi con làm bài kiểm tra thì con sẽ gặp những câu hỏi như vậy và con chọn cho mình cái đáp án phù hợp nhất, chính xác nhất. Cuối cùng, cô sẽ đưa ra một hệ thống các câu hỏi về nhà để các con tự củng cố lại những nội dung mà mình đã được học để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ kiểm tra giữa kỳ sắp tới và cô cũng sẽ gợi ý luôn à, các con có thể tìm được đáp án những câu trả lời này ở bài nào. Ví dụ như câu số 1, à, cô hỏi là nhà ở có vai trò như thế nào đối với đời sống của con người? Thì bài này các con tìm ở cái bài 1, nhà ở đối với con người, ha, để trả lời cho cái phần vai trò. Câu thứ hai người ta yêu cầu mình là hãy kể ha, những cái kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam được mô tả dưới bảng sau đây. Ví dụ, tòa nhà gồm nhiều căn hộ sử dụng chung các công trình phụ. Các công trình phụ Ví dụ như là lối đi, cầu thang, nhà xe, sân chơi vân vân thì cái cái mô tả này sẽ thể hiện cho kiểu kiến trúc đó là nhà chung cư. Hoặc là nhiều nhà ở riêng biệt được xây sát nhau thành một dãy thì cái đó là kiểu kiến trúc của nhà liên kế hay là nhà liền kề. Thứ ba, nhà được chia thành ba gian phòng, gồm phòng chính lớn ở giữa và hai phòng nhỏ hai bên thì đây là cái mô hình kiến trúc của nhà ba gian. Được chưa? Thứ tư, nhà dựng trên bè hoặc trên thuyền, nổi trên mặt nước thì đây là một kiểu kiến trúc của nhà nhà nổi. Thứ năm, nhà được xây riêng biệt trong khuôn viên rộng lớn, đầy đủ tiện nghi. À thì đây là mô tả của một kiểu kiến trúc đó là nhà biệt thự. Và cái cuối cùng là cái kiểu nhà có sàn cao hơn mặt nước hoặc mặt đất, dựng trên những cây cột À thì đây là mô tả của kiểu kiến trúc đó là nhà, nhà sàn. Thế nào các con? Và câu thứ ba chúng ta nói về cấu tạo chung của ngôi nhà mà em biết thì cái câu này nó cũng nằm trong cái phần nội dung của bài số 1 nhà ở đối với con người. Các con mở tập đó ra và các con tìm cái nội dung để trả lời ha. À, câu số 4. Người ta sẽ yêu cầu mình là quan sát cái bản vẽ sau đây ha và cho biết là cái ngôi nhà cụ thể này nè, được chia thành mấy khu vực, đó là những khu vực nào, kể tên. À, thì các con lưu ý các con nhìn vào trong cái uh, mặt cắt của ngôi nhà này và các con kể tên cụ thể của từng căn phòng trong nhà. Thứ nhất đó là phòng này người ta gọi là phòng khách. Tiếp theo đó là phòng ngủ. Thứ ba đó là phòng phòng bếp và thứ tư đó là nhà vệ sinh mình sẽ mình sẽ kể theo cái thực tế của cái hình mà người ta đưa ra chứ mình không có kể theo cái việc học thuộc lòng của mình những cái nội dung mình ghi chép trong bài học nha các con lưu ý chỗ này giúp cô đó là chúng ta nhìn cụ thể vào cái hình để chúng ta trả lời được chứ nào tiếp theo câu số 5 người ta hỏi mình chứ là nhà à, cái ngôi nhà gia đình em đang ở được xây dựng từ vật liệu gì thì các con lưu ý đây là câu hỏi trả lời thực tế các con cứ liên tưởng ngôi nhà của mình được làm bằng vật liệu gì thì các con cứ kể ra thôi cô nói ví dụ nha có những bạn xây dựng căn nhà nhỏ gọn nhẹ là bằng gỗ đúng không là bằng gỗ hoặc là bằng lá được chưa nào còn những cái bạn nào nhà ở thành phố đúng không nhà ở kiên cố hơn thì xây dựng bằng gì gạch đá xi măng rồi trong nhà có thể dùng những cái vật liệu như là gỗ nhôm, kính, ngói, vân vân. không nào thì nhà mình có những cái vật liệu gì để tạo ra ngôi nhà của mình thì mình cứ liệt kê ra một vài cái ví dụ, được chưa nào? Rồi trong câu số 5 này có một ý thứ hai đó là người ta hỏi mình là để liên kết các viên gạch lại với nhau thành một khối hoặc dùng để trát tường thì người ta dùng vật liệu gì? À thì mình nhớ là liên kết các viên gạch có nghĩa là xây các viên gạch dính dính nhau thành bức tường đó. Và xong rồi bức tường đó xong rồi chúng ta trát tường xung quanh thì dùng cái vật liệu gì thì mình nhớ trả lời ở đây đó là vật liệu cái hỗn hợp vữa xi si măng được chứ nào ý thứ ba trong câu thứ năm đó là nếu lấy cát xi à, si măng rồi đá đá hoặc sỏi gì cũng được trộn với nước trộn vào nhau thì sẽ cho ra vật liệu gì thì cần lưu ý cho cô cái câu này nó sẽ cho ra một cái à, loại hỗn hợp cái vật liệu đó là bê tông ha bê tông dùng để mà chúng ta có thể là đổ cột đúng không nào hoặc là đổ sàn nhà đó đó là những cái nội dung chính của câu số 5 theo câu số 6 câu số 6 người ta hỏi quy trình xây dựng nhà ở có mấy bước mỗi bước bao gồm những công việc gì thì cái nội dung này cũng nằm trong cái bài số 1 luôn ha bài số 1 là cái quy trình xây dựng nhà ở thì có 3 bước đúng không nào các con tìm hiểu kỹ xem coi mỗi bước thì gồm những công việc gì các con liệt kê ra nha nằm ở bài số 1 Câu số 7, người ta hỏi mình là tại sao chúng ta cần phải sử dụng tiết kiệm năng lượng. Rồi, câu số 8, kể tên các nguồn năng lượng thường dùng trong ngôi nhà của em. Câu số 9, hãy kể các biện pháp tiết kiệm năng lượng mà gia đình em đã thực hiện. À thì câu 7, câu 8, câu 9 này nó đều nằm trong cái bài số 2 ha, năng lượng trong gia đình. Nha các con tìm nội dung bài đó để con trả lời những cái đáp án này. Và cái câu cuối cùng là câu số 10 Thì cái ngôi nhà thông minh có những đặc điểm gì à, Hãy mô tả những cái tiện ích mà em mong muốn Thì cái ý thứ nhất Ngôi nhà thông minh có những đặc điểm gì Thì mình nói nãy giờ rất là nhiều ở trên rồi đúng không Thì các con mở ra các con xem lại cái bài số 3 nha, Ngôi nhà thông minh Còn riêng cái ý thứ hai là mô tả những cái tiện ích mà em mong muốn trong ngôi nhà của em có được đó Thì cái này là cái vận dụng của các con Nhà con có những cái gì mà thể hiện được những cái đặc điểm của ngôi nhà thông minh Thì các con cứ vận dụng vào đó để trả lời được chưa nào? À, cô đã hệ thống lại tất cả những cái kiến thức mà chúng ta à, cần nhớ ha, cần à, củng cố lại trong cái chương 1 này thì các con hoàn thành những cái bài tập mà cô giao, đó là những cái hệ thống câu hỏi mà cô vừa đặt ra hồi nãy. Đồng thời, các con xem và trả lời xong thì các con phải à, à, ghi nhớ cho thật kỹ để chúng ta có thể chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ học kỳ 1 sắp tới. Và rất cảm ơn các con đã lắng nghe cô ôn tập cho các con. Và nhớ xem bài kỹ, chuẩn bị bài tốt để chúng ta làm bài kiểm tra giữa kỳ vào tuần thứ 9 nhé. Thân mến chào các con.